Em chào cả nhà. Em chào chị Châu Tô, em chào tất cả các chị. Chị Châu Tô thì chiều cỡ chưa có nghe máy này đâu làm. Tối nay lên mango nha cả nhà, tối nay lên mango nha. Mango đẹp nhắm. Cái bộ này em còn ít thôi các chị, cái bộ đính đá này nè, hôm bữa em bán hết một like rồi mà các chị đặt hàng thêm á, các chị gọi cho em đặt hàng thêm nhiều. Mà nên nay còn ít bộ em like cho các chị nha. Cái đá rất là đẹp nha các chị. Bộ em đang mặc là bộ mango. Hàng này là có size nha cả nhà, giá 125.000 bộ. Chiều dài giúp em, giá 125.000 giúp em nha. Bộ em đang mặc là size 3, 60kg trở lại mặt vừa. Bộ em mặc là size 3, size cho các chị 45, 46kg ha, đến 60kg mà. Chiều không có xả cái áo ra nè, hết đúng không chị? Hết rồi đúng không? Lấy cái của em bán nè, mới xả. Cái đó em không biết nha chị Châu Tô ơi. Cái đó em không biết nha chị ơi, cái đó là mấy bạn chốt đơn ha, bên đơn hàng của chị gọi không bắt máy nha. Chứ không phải là bên em không gọi nha, chế với kiểm tra điện thoại lại giùm em nha. Một bộ với một cái quần mà hôm qua. Một bộ với một cái quần gì đó, màu gì đó, gọi chị không có nghe máy. Lại sơ mi hả không? Cổ bao lăng tông em chưa có hàng chứ ơi, cổ bao lăng tông chưa có hàng đâu. Rồi bộ em đang mặc giá 125 cả nhà ơi. Mùa này mua mango đi các chị, gốc là rẻ luôn nha. Mango đính đá kiểu này rất đẹp và tay lỡ luôn nha các chị. Bộ em mặc là mã số 1 các chị ơi, 1.3 60kg trở lại mặt vừa. Em like luôn nha các chị. 1.3 60kg trở lại mặt vừa. 125.000 một bộ. Rồi bộ này là đính một bên. Bộ này lên giúp giùm em là mã số 2. Em có 2.3 và 2.4. 2.3 là 60kg trở lại mặt vừa và 2.4 là 65kg. Lên giúp em bộ này là mã số 2, rất là đẹp luôn. Chó em mã số 2 nha, mango nha các chị, 125.000, rất là đẹp luôn các chị ơi. Mại vô, mại vô. Rẻ, rẻ, rẻ. Rẻ đẹp, rẻ đẹp. Lên giúp em bộ này là mã số 2 nha cả nhà, mã số 2. Đơn của chị Châu Tô là hồi chị gọi hai chiếc chị rồi. Đang còn hai bạn cộng với. Đơn của chị Châu Tô từ hồi đây, cái chị gọi cho chị, chỉ còn ở đây nè. Em mới đọc, em chào chị Châu Tô là chị đã nhắc em rồi, chị nói là đơn của chị Châu Tô chiều gọi chưa nghe máy còn dưới. Mà chị nói không có ai gọi cho chị. Chị là khách cũ ở bên em mà. Số điện thoại chị cho lại hả?
Số điện thoại chị cho bị sai nè, hồi hôm qua chị cho bị sai nè. Số điện thoại của chị là 947 hay là 957 cuối. Mấy chị là khách quen ở bên em thì mấy chị đừng có cho lại số điện thoại. Nhấn số điện thoại xong rồi nhấn sai, rồi cứ lên đổ thừa sao không gọi chốt đơn. Mấy chị mua hàng của em 3 năm nay là bao nhiêu năm rồi, các chị có thấy khi nào mà các chị có đơn mà bên em không gọi chốt không? Trừ khi là mấy chị không chốt được đơn mà nghĩ là mình chốt được đơn. Thứ hai là các chị đẹp nhà em cho số điện thoại bị sai, gọi không được nha. Thứ ba là gọi không bắt máy. Cái số chị mới nhấn cho, cái số chị cho em ngày hôm qua chị nhấn lên là 957, không phải là 947. Chị bấm lại số điện, em bấm lại số điện thoại cho chị nha. Và từ đây về sau mình đừng có cho lại số nữa nha chị Châu Tô. Chị là khách cũ ở bên em đã gửi cho chị biết bao nhiêu đơn rồi, mình mua mình đừng có bấm lại số điện thoại nữa, cứ bấm mã đồ kèm theo số, kèm theo cái size là được rồi. Cái chị bấm lại size xong rồi mấy chị cứ lên đây mấy chị la không à. Rồi tối hôm qua đó chị bấm lại rồi chị cho số điện thoại lại bị sai. Chừng nào chị nào không có số điện thoại hoặc số điện thoại bị vấn đề gì đó tự động em sẽ xin. Còn ví dụ như mấy chị đã mua em rồi, đã quen rồi, số điện thoại của mình ok hết rồi thì không cần phải cho lại số nha. Khi nào cần em sẽ xin. Chứ mấy chị cứ tự động mấy chị cho rồi xong cho lại mấy chị bấm sai không à. Mấy chị lên mấy chị la em. Lên giúp giùm em bộ này nha mấy chị. Chị là khách quen ở bên em luôn, mấy bạn mới còn chừa đơn đó. Chứ khách mà lạ là em xả đơn hồi chiều rồi. Khách mới là em xả đơn hồi chiều rồi. Rồi bộ em đang mặc có hai size nha các chị, size 3 với size 4. Bộ em mặc có size 3 và có size 4. Các chị đẹp chốt giúp em bộ này là mã số 2. Chị Sumi 2 chấm là cái size đấy chị. Mã 2.3, 2.4 có nghĩa là mã số 2 nó có size 3 và size 4 nha. 2.3 là 60kg trở lại và 2.4 là 65kg, nó có hai size, chị hiểu không ạ? Chất vải em đang mặc là chất liệu mango xịn nha. Hàng này là của nhà Hiếu Hạnh luôn đó các chị, rất là đẹp luôn nha, bộ trung niên. Rồi 125.000 một bộ thôi các chị, rất là đẹp. Mấy chế khách cũ đừng cho em lại số điện thoại nữa nha. Số điện thoại đúng rồi thì ok, các chị cứ lên mã đồ kèm theo cái size giùm em là được rồi. Lên giúp em mã số 2 nha. Nói chung là bộ này là quần dài nha mấy chị, rất là vừa mặc em, 1m58 là em mặc nó vừa luôn đó. Chiều dài rất là ok. Rồi lên giúp giùm em bộ em đang mặc là mã số 1. Bộ mango, các chị ơi mua mango đi, mùa này mango sale là cũng hơi bị hiếm đó mấy chị, mấy cái bộ trung niên này nè. Lên với em bộ này là mã số 3. Em có 3.3 và 3.3, 3.3 hai bộ. 60kg trở lại mặc vừa. Tay lỏ ha. Mấy cái áo này các chị làm áo lẻ cũng được nữa đó. Về mà các chị có cái quần thun Mỹ á, quần đen thun Mỹ á, các chị phối với cái áo này nè là nó thành bộ mới đó. Đẹp lắm. Mã M1 em đang mặc chốt cho chị Châu Tô. Ok chị Châu Tô. Đó, chị cứ lên mã số vậy cho em là ok. Mã M1 không có size 65kg chứ Phúc Hòa ơi. Mã M2 em mới có size 65kg. 65kg chị đẹp cao bao nhiêu vậy? Bình thường chị mặc bên em là đồ size 4 hay size 5 chứ. Cái form đồ này là giống như form đồ bên em nè. Size 3 là 60kg, size 4 là 65kg, size 5 là 70kg, nó có 3 size. Mà hình như hôm bữa size 5 em bán hết hay gì vậy? Hình như là còn size 4 với size 3 là nhiều. Lên giúp em bộ này là mã số 3 nha. Lên giúp giùm em là 3.3, 60kg trở lại mặt dừa các chị. 3.3 là 60kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này. Mã số 4. Mã số 4 em có 4.3 và 4.4 nè. Không, này nó không có độ co giãn chị, nhưng mà mình mặc nó sẽ thoải mái. Nó thiết kế theo cái form là mặc không ôm nha. Ví dụ như đồ thun á thì cái chị mặc ôm nó sẽ thiết kế theo cái form ôm nó khác. Còn form mà mình mặc thoải mái thì nó sẽ thiết kế theo form thoải mái. 125.000 một bộ chị Sang Nguyễn. Lên giúp giùm em bộ này nha. Đồ này là đồ trung niên đó. 3.3 em chốt cho chế Phượng Kim. Ok chế Phượng Kim. Lên giúp em bộ này mã số 4 đi cả nhà. Em có 4.3 và 4.4. Bộ này rất là đẹp luôn nè. Tay lỡ ha. Đồ này là thiết kế cho mấy cô trung niên mặc đó. Hàng trung niên.
của nhà Hiếu Hạnh rất là đẹp luôn. Em có 4.3 và 4.4. 4.3 và 4.4. 4.3 là 60 kg, 4.4 là 65 kg. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 5. Em có 5.3 là 60 kg, trở lại mặt dừa. Ủa nó giống rồi chứ. Giống không? Kiểu khác hả? Cái mi trang nè. Ui em còn được bộ size 5 nè mấy chế. Đẹp, xuất sắc. 65-70 kg. Lên với em bộ này là mã số 5. Mã số 5 cái chị, 65-70 kg. Lên với em mã số 5. Đây mã số 5 nha. Hàng mang gồ thì mình mặc nó vừa người chứ nó không có ôm nha mấy chế. Phơm của nó vậy đó. Mã số 5 em chốt cho chế Phúc Hòa. Ok chế Phúc Hòa. Rồi chốt em bộ này mã số 6 đó chị. Nhận đồ rồi, chốt vải đẹp. Ok lắm, em cảm ơn chế Tiên Lê. Bộ này số 5 luôn các chị, 65-70 kg. Lên với em mã số 6. Trời nó đẹp mấy chế ơi. Mã em mà 1 size số 3. Bộ em mặc là chốt rồi đúng không chế? Bộ em mặc chốt rồi chế đẹp ơi. Chế Phúc Hòa ơi lấy luôn bộ này đi, mã số 6 nè, đẹp quá à. Có 125.000 rồi chế. Cái áo này các chị làm áo lẻ được luôn nha. Cái áo này giờ các chị có cái quần thun Mỹ màu đen hôm bữa đó, các chị kết hợp với cái một áo này nè, làm thành một bộ mới. Là các chị mua hai bộ là mình phối ngược qua ngược lại với nhau là thành được ba bộ. Rất là đẹp luôn nha. 3.3 em chốt cho chế Khưu đẹp. 3.3 mình còn bộ. M6 chốt cho chế Phúc Hòa. Chị Phượng Kim hả? Không nhớ chứ Phượng Kim ơi. Bây giờ có gì ngày mai chị liên hệ với mấy bạn chốt đơn á. Bây giờ chị hỏi em là em không nhớ. Lên giúp em bộ này là mã số 7 cái chị, mã số 7. Bộ này 60-65 kg mặc dừa nè. Bộ beo rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã số 7 cái chị. Mã số 7, 60-65 kg. Chốt em mã số 7. 125.000 nè các chị ơi. Mấy bộ này em bán cho mấy chị giá mềm lắm. Rồi có 10-15 ngàn bộ à, chị mua đi, rẻ lắm rồi đó. Hàng là sale dưới cái giá sỉ bình thường, giá sỉ nghiêm bộ này là 145-150 nha. Rẻ nhất cũng phải là 135. Nhưng mà không có khi nào cái bộ này mà sỉ 135 hết trơn á, nhất cũng phải 145-155. Sale xuống cho mình còn ha, em bán cho mấy chị là em là mỗi bộ có 10.000, 15.000 à. Các chị mua về mặc đi mang gồ mặc đẹp đó. Mã số 7 cho chế Ngân Bùi, 60-65 kg nha chế Ngân Bùi. Lên giúp em bộ này là mã số 8. 60 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 8. Chị nào 1m50, 1m51, 1m52, 1m53 trở lại thì tầm khoảng 57-58 kg ha. Chị nào 1m55 trở lên đó, thì các chị đặt nhà em 60 kg. Còn thiếu mấy view chứ? M7 nè. Ủa em M6 cho chế Phúc Hòa. Lộn rồi. Thấy dài. Lộn. Tôi tin tưởng bạn, tôi cũng bỏ luôn. Chốt em mã M8 nè các chị, 60 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã M8 nha. M8 125.000 một bộ. Chốt em bộ này mã M9, 60-65 kg mặt dừa. 65 kg cao, 1m56-57 trở lên giúp em ha. Rồi lên giúp em bộ này mã M9 đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Về làm cái áo lẻ giúp em luôn là đẹp luôn nha. M9 cho chế Thanh Phạm. Ok chế Thanh Phạm. M10 nè mấy chị. M10 60-65 kg mặc dừa luôn. Lên với em mã M10. Bộ này là quần ống rộng. Ống rộng dài 60-65 kg. Lên với em mã M10. Đẹp quá đẹp luôn. Mã M10 nha. 60-65-66 kg. Lên với em mã M10. Bộ này đẹp nè cả nhà. Quần ống rộng nha, quần ống rộng là hiếm cực kỳ luôn á. Hôm bữa em bán còn sót lại có mấy bộ này. M10 chứ, M10 chứ Thanh Phạm, bình luận lại giúp em đi chứ. M10 nha.
chứ hai bạn bình luận lại giúp em nha. 10 chứ không phải 11. Rồi bộ này 60-61 kg trở lại mặt dừa lên giúp em. Cái này là mã M11. Này ống rộng luôn, em có hai bộ 60-61 kg trở lại mặt dừa. Chứ Thanh Phạm có lấy mã M10 không? Chứ bấm lộn qua M11 qua kìa, không thì em chốt cho chế Trần Oanh. Chốt vải mango nha, chế Chinh Chinh ơi. Bộ này đẹp nè cả nhà. Bộ này 60-61 kg trở lại mặt dừa, quần ống rộng luôn. Lên với em bộ này mã M11. Chốt em M11 nha, M11 rất là đẹp. Ống rộng. Màu cũng đẹp luôn. Lên với em M11. 125.000 một bộ. Rồi, cái này là ống bình thường nha, M12 60 kg trở lại mặt dừa. 12 cả nhà ơi, mã số 12 60 kg trở lại mặt dừa. Mã số 12 11 chốt cho chế Khu đẹp. Chứ Thanh Phạm còn trên like thôi chứ ơi, chứ đâu mất tiêu rồi. Vậy thôi em chốt qua cho chị Trần Oanh nha. Mã M10 em chốt cho chị Trần Oanh nè. Chị không lấy mã M11, không lấy mã M10 luôn đúng không? Rồi vậy em mã M10 em chốt cho chị Trần Oanh. Rồi lên giúp em ha, mã M11 em còn bộ cái chị. M11 em chốt cho chị Trúc Mai Bùi. Đơn kiều gọi rồi là đi rồi nha chứ ơi. 11 cho chế Trúc Mai Bùi. Chậm là 12 nha. Ủa? 11 cái nè. 11 là 4. À vậy hả? Vậy bộ này mã M12 cái chị, em lộn rồi đó. Mã này là mã M12, em xin lỗi. 11 là cái bộ này nha chế Trúc Mai, em chốt cho chế Trúc Mai với chế Khu đẹp là cái bộ này nè. 60-61 kg rồi, bộ này mã M12 nha, 60 kg trở lại mặt dừa, bộ màu xanh này nè. Thấy không chứ? Đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Lên với em bộ này là mã M12 nha, 60 kg trở lại mặt dừa. Dạ, bà ba tối nay không có lên nha chế đẹp. Bà ba nó còn lẻ sai không à, nó còn được có mấy cái rồi chứ chế ơi. Còn ít tiểu mà. Lên giúp em bộ này nha, mã M12 60 kg trở lại mặt dừa. Chốt em M12. Rồi lên giúp em M13. M13 em có size. Dạ đúng rồi. Chốt giúp em bộ này nha cả nhà, đẹp xuất sắc. M13 60 kg trở lại mặt dừa. M13 em có ha. À, cái kia cái cổ khác. Lên với em bộ này là mã M13 cả nhà, M13 60 kg trở lại. 60 kg trở lại mặt dừa, chốt em mã M13. Giống bộ em đang mặc nó khác bông. Rồi M14. M14 các chị, 65-70 kg. 65-70 kg lên giúp em M14. Giải đẹp lắm nha mấy chế ơi, mango M14 đẹp quá. Cái áo lẻ này mà cái chị ra ngoài cái chị mua em nó cũng mắc nè mấy chị. Cũng 125.000, rẻ nhất cũng 125.000 cái áo không á. Lên giúp em mã này là mã M14. Áo ra lên chưa hả? Lên rồi ta chế ơi, bán luôn rồi, chốt đơn luôn rồi. Áo ra em còn có áo ra ren không à. Áo ra ren còn có 3 màu à. 2 màu hay 3 màu chứ, 3 màu à. 65-70 kg nè cả nhà, 65-70 kg lên giúp em mã này là mã M13 ha. Đơn chưa đi rồi chị Minh Thùy, gọi rồi là đi rồi đó chứ. Bộ bà lai phối hết rồi hả em? Bộ bà lai phối là bộ nào ta? Nè. Nè. À, bộ bà lai phối em còn chế Phượng Kim, chế đặt size số mấy, màu gì? Chỉ hết size số 4 thôi. Riêng cái bộ bà lai phối đó là size số 4 em không còn màu nào hết trơn á. Còn 1, 2, 3, 5, 6 thì em còn. Nhưng mà nó cũng còn lẻ màu nha. Rồi bộ này các chị, bộ này lên giúp giùm em là mã số 15, 14. 14 là quần ống rộng giúp em ha, quần ống rộng. Em có size 60, em có size 60 kg và size cho cái chị 67, 68 kg. Bộ này đẹp nè các chị, phối đẹp nè. Em có hai bộ nhà trò, cái đá nó chiếu mới chứ ơi.
Em có size 60kg và size 70kg chứ. Cái này là size 5. Em còn bộ 3 là 60kg và bộ 5 là 65-70kg. Bộ này đẹp nè các chị. Đá nó chiếu 125.000. Mà size 3 chứ Phượng Kim ơi, size 3 em còn size đó. Em còn đó, chị chốt màu gì em chốt cho. Size số 3 là em hết màu lam thôi. Hết màu lam thôi, còn lại mấy màu kia em còn. Nho em cũng còn, đen em cũng còn luôn. Size số 3 là em còn nè, màu đen nè, màu nho nè, màu xanh rêu nè, màu nâu nè, màu tím quế nè, màu tím đậm nè, màu xanh ngọc nè, màu xanh đen nè, còn 9 màu. Em chào chị Thảo Trần. Ôi bộ này đẹp sao mấy chế không chốt. Em có size 60kg với lại là size 60-65kg nè. 125.000. Bộ đồ quá trời đẹp. 60kg trở lại mặt vừa lên giúp em bộ này. Mã M14 size 5 em chốt cho chế Nguyễn Mai. Ok chế Nguyễn Mai. Size 5 là 65-70kg nha chế. Bộ này 60kg trở lại mặt vừa lên giúp dùm em bộ này mã số 16. Chốt em bộ này mã số 16 các chị. 16. Chốt em mã số 16. 14 là tới 16. Bỏ dòng này nó chứ. Em không thích dòng. Lên với em bộ này mã số 17 các chị, 60kg trở lại mặt dừa luôn. Chốt em bộ này mã số 17. Ý, bộ này là hoa sen không nè các chị. Lên với em bộ này mã số 17 nha, 17. Dạ không chứ Trâm Bích ơi, chiều mai không có like bà ba. Bà ba là em có nhiêu đó đó, có nhiều chị em like hết rồi đó. Nếu mà có like, cùi like cũng lại mấy bông đó hả? Là lại mấy bông đó chứ không có bông mới, chưa có lông mới. Rồi chốt em bộ này mã số 17 nha các chị. 17 lên với em bộ này mã số 17 hoa sen không mà mấy chị đẹp quá à. Hoa tuyết rất là đẹp. 17 60kg trở lại mặt giường. Lên với em bộ này là mã số 18. Mã số ngọc, ôi ôi đẹp quá. Chốt em mã số 18 60kg trở lại mặt giường. Lên với em mã số 18. 18 nha các chị ơi, 18. Rồi chốt em bộ này mã số 19. 19 60kg trở lại. Chốt em mã số 19. 19, 17 em chốt cho chế khu đẹp. Chốt em bộ này mã số 19 nha, 19. Chốt em bộ này mã số 19 nha, 19. Chốt em bộ này mã số 20, 60kg trở lại mặt dừa luôn. 20. 20 125.000 bộ. Chốt em bộ này mã số 20. Đẹp chưa cả nhà? Chốt em bộ này mã số 20. Còn cọc này nữa hết rồi nha chị. Mã gặp size số 3 hết. Còn hơn chút. Công 5 hả? Công 5 hình như hết luôn rồi. Gặp 3 hết mà công 5 hình như để coi có xả ra không nha chị, chứ chiều là hình như còn 1 chứ 6 rồi. Rồi hết luôn rồi chứ Trâm Bích ơi. Công em còn được cái 6, gặp em cũng còn 6 rồi. Này là 20 đúng không? 21. Lên với em mã M21 cả nhà. 21. Lên với em bộ này là 21. 60kg trở lại mặt dừa. Em còn size 60kg không? 21. Này 60-65kg nè. Lên với em bộ này mã số 22. 60-65kg lên với em bộ này mã số 22. 22 các chị ơi, 22. Chốt em 22 ạ. À. Đẹp quá, 22. Chốt em mã số 22. Lên giúp em bộ này mã số 23. 23 60kg trở lại mặt dừa luôn. Chốt em mã số 23 là bộ giống bộ em đang mặc.
Chốt em mã số 23. 18 19 cho trái chinh chinh. 50 kg là trái chinh chinh mặc như em mặc giờ này nha trái. Em đầu 50 kg em cao 1m58 á. Là trái mặc giống em mặc giờ nè. Trái thích ôm hơn thì trái vuốt hai bên này vô. Vuốt cái áo vô mai cho nó sâu vô trái áo nó nhỏ lại xíu là vừa. Rồi hết rồi cả nhà. Còn một bộ. Mã số này là như còn bộ hình con công nè. Chớ em bộ này mã số 24. 24 nha các chị ơi, 60 kg trở lại. Chớ em bộ này mã số 24, 60 kg trở lại mặt giường. 24. 24 à. Rồi hết cả nhà. Giờ lên cho mấy chế bộ gì nữa đây. Dạ. Mấy chế không có tha thiết với lại là hàng mango hay sao á. Lên hàng mango là mấy chế ngó lơ em luôn. Em lên mango là mấy chế ngó lơ em luôn à. Mấy chế chỉ mê bà thôi. Chào chị Hoàng Huỳnh. Vậy dẹp mang gồ vô nha em lên khác nha mấy chá. Chắc nó vô lại đi chứ. Hết trơn size 5 rồi chế đẹp ơi. Trong cái cọc đó đâu có còn bộ nào size 5 đâu đúng không chứ. Hết trơn rồi chế Nguyễn Mai size 5 bộ bữa bán hết trơn rồi. Còn size 3 không mà cái bộ hôm đó em còn size 3. Đây còn bộ size 5 nè, chế Nguyễn Mai, chế Nguyễn Mai lấy bộ này đi còn bộ duy nhất đó. 65 70 kg nè. Chế lấy không? Một bộ duy nhất luôn. Size 3 còn lại size 3 chứ còn được 1 2 bộ size 4 vậy. Ba bộ chị muốn mua quần ống rộng kiểu sao chị? Hiện tại em đang có bộ ống rộng cổ đổ nè, để em lên bộ đó cho. Chưa định like bộ đó cho mấy chị đó. Bộ rộng cổ đổ chất tơ lạnh 150 một bộ rất là đẹp. Chứ Nguyễn Mai có lấy bộ này không? Còn một bộ size 5 duy nhất 65 70 kg rất là đẹp luôn nè. Lấy đi chế đẹp, mấy bộ này mặc quá trời đẹp đã luôn, đẹp quá trời đẹp. Ok, chốt cho chế Nguyễn Mai ha. Rồi em lên bộ rộng cổ đổ cho mấy chị ha. 150 một bộ chất tơ lạnh. Bộ này em cũng gần hết rồi nha mấy chị. Lăn tông tay dài không còn bộ nào size 6 hết chứ đẹp ơi. 16 chốt cho Út. Út ơi bộ em đang mặc chốt rồi Út. Mã 24 chứ. 24 còn không? 24 còn. Nó 16, 16 là bộ tím đó. 24 là bộ này nha chế Nguyễn Hoa. Em chốt cho chế Nguyễn Hoa bộ này nha. Út ơi, Út lấy bộ này thôi. Bộ này màu trầm nè Út. Cho em bộ nâu đó chứ. Bộ em mặc hết rồi Út. Út lấy bộ nâu này đi. Bộ nâu này đẹp nè. Chị Nguyễn Hoa là bộ mã số 20. 20 là bộ này nha chế Nguyễn Hoa. Chế 60kg chứ cao 1m55 trở lên giúp em ha. Là mặc vừa. Bộ này đẹp nè. Bộ này hôm bữa hôm bữa em lấy mà em không có thấy. Cái cọc này nó nằm ở phía trong á. Kiểu này cũng đẹp nè. Không thích màu nổi là chế Út lấy màu này là ok. Size 3 còn màu đẹp đẹp không? Nguyễn Mai là cái mã 16 đúng không? Không, Út là mã 16. Chị Nguyễn Hoa là mã 24 chứ. Nè chị Nguyễn Hoa em bỏ rồi nè. Út là mã 16. Chị lấy là chị lấy cái bộ đồ á, em bỏ vô rồi đó. Chị Nguyễn Mai là em bỏ vô rồi đó. Nâu không có size 5 chị ơi.
áo ra em chỉ còn áo ra ren thôi chứ, áo ra ren thôi. Bộ này là mã số 20. Bộ này là mã số 20 nè, bộ này đẹp nè, 60kg trở lại mặt dừa. Mã số 20. Chết, cái áo ra nó nằm ở trên. Đây, áo ra em còn cái loại này là 45.000 áo. Áo này thì cái chị mặc với áo áo bà ba lưới rất là đẹp nha. Hoặc là cái chị làm áo lót ở bên trong cũng rất là đẹp luôn nè. 45.000 em còn được màu hồng, nhưng mà áo này 60kg trở lại thôi. Em còn được màu xám và em còn được màu đỏ. Đỏ này là đỏ hồng nha các chị. Em còn có mấy cái nữa em hết rồi, cái chị thích cái chị chốt đi, có 45.000 à, mua về để dành đi, cái chị mặc được nhiều nhiều ấy lắm, nhiều cái để mình vận dụng mình mặc lắm đó chứ. Nhiều khi đang cần mà tìm hoài không có ra mấy cái loại này, rất là đẹp. Kiểu đang mặc còn Út chết, kiểu em đang mặc chết. Còn không lấy chứ Út. Cái kiểu này, cái kiểu cổ nhìn thì dạ. 45.000 nha cả nhà, rất là đẹp. Thế. À. Rồi bộ này Út ơi, bộ này Út chịu không? Còn được có bộ này à? Bộ màu tím Út chưa có. À vậy hả? Đây, còn bộ này Út ơi. Còn bộ màu này Út có chưa? Bộ này là mã số 12. Ok, chốt chốt. Rồi, chén nào chốt áo ra thì chốt nha, 45.000. Có mút nha mấy chú. Rồi lên bộ ống rộng nha cả nhà. Em lên bộ ống rộng cổ đổ cho các chị nha. Rồi em đang lên cho các chị là bộ ống rộng nha các chị. Chóp vải này là mặc siêu thích luôn nha. Bộ ống rộng dài, chóp vải to lạnh giúp em. Cổ đổ là em làm cổ đổ giả thôi nha các chị, nên là các chị cứ khung thoải mái, nó không có bị thòng thòng cái cổ áo của mình nha. Bộ này là giá 150, chóp to lạnh Hàn Quốc, mặc mát lạnh luôn. Em đang mặc mã này là mã beo vàng. Dạ chị ơi, màu lam với màu xám là nó là một mà chết. Chị Ngọc Dung, hôm bữa á, là em lên bộ màu xám á, là cái màu ruốc á, sau đó em đổi lại là thành màu ruốc. Là chế nhận bộ màu ruốc hay là chế nhận bộ màu lam? Màu lam với màu xám, đâu chứ em không có lên mã xám nữa. Đây, bộ này là bộ màu lam nè. Rồi bộ này là bộ màu ruốc nè, chế nhận bộ màu nào? Hai màu nó khác nhau nha chế. Chế nhận được bộ màu nào? Mã số 22 là bộ nào ta? Lấy em áo ra. Hay áo ra không lấy màu đỏ. Chị Phạm Linh lên giúp em số điện thoại. Chị Phạm Linh. Đây, 22. 22 cho chế Phan Hoài Thương. Các chị ơi, cái màu lam á, là nó tùy đợt nha. Lam là em lên theo cái từ gọi chung. Nó có lam khối, nó có lam xanh và nó có lam trắng nha, lam xi măng. Nó nhiều cái loại nhưng mà em gọi chung nó là màu lam. Còn màu này là màu ruốc.
Rồi chị nhận bộ màu nào, chị chụp hình chị gửi qua cho em đi. Chưa đi đơn rồi Út ơi. Đeo vàng size số 3 cho chế cu đẹp. Bộ em đang mặc là giá 150. Bộ em mặc là em like cổ đổ giả thôi nha các chị. Nè. Cái này em làm cổ đổ giả thôi. Nên là cái chị mặc đó là cái chị cứ khung thoải mái ha, nó sẽ không có bị nó không có bị thòng cái cổ áo của mình. Màu rút size số 2 cho chế quỳnh lụn. Lam với nâu size số 3 hả chị? Nâu em còn, lam em hết chứ ơi. Lam 3 em hết, là nâu 3 thì em còn. Màu rút size số 2 cho chế quỳnh lụn nè. Ok, chế quỳnh lụn. Rồi em đang mặc mã này là mã beo vàng nha các chị. Em thấy số điện thoại của chị Phạm Linh. Bộ em mặc là quần ống rộng nha chị. Bộ em mặc là quần ống rộng, giá 150.000 một bộ. Lên giúp em mã beo kìa. Cái này cái chị lên giúp em là mã beo riêu. Cái giải này là mặc bao thích luôn nha các chị ơi. Giải này mặc đẹp lắm. Chốt em là beo riêu cả nhà. Beo riêu. Giải này em lại hết hàng nữa rồi. 40kg mặc rộng nha chị Thanh Tài Phan. Hàng nhà em á là ít. Em may xưởng nhà em ra là không có size nào 40kg chứ. Chị nào là 40kg thì cái chị chịu khó là về cái chị phải chỉnh nha. Chứ không có may cho người 40kg. Em may size 1 nhỏ nhất cũng phải là 45kg nha. Lên giúp giùm em mã này cái chị mã họa tiết. Đây là cái chị mà 40kg thì cái chị chỉ lấy cái size nhỏ nhất rồi về mình mặc mình chỉnh lại thôi. Lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết nha các chị. Họa tiết vải nè các chị. Nó mát lạnh luôn á. Nó rất là mướt và cái độ co giãn của nó nè. Đó, ha. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã họa tiết. Chốt em họa tiết. Cái bộ beo da này đẹp nè các chị. Cho chị nâu và rút size số 3 cho chị cẩm, cho chị Thanh Nguyễn. Ok, chế Thanh Nguyễn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã beo da. Chốt em là beo da. Đẹp cho cả nhà. Beo da. Bộ beo da này mặc lên trắng như ngọc tinh. Chốt em beo da. Hết nâu hả chị? Để chốt cho chị Thanh là hết không hả? Nhí cam. Lên giúp em bộ này là bộ nhí cam. Nhí cam cả nhà mình ơi, nhí cam đẹp quá, nhí cam à, kẻ trắng. Chốt em mã kẻ trắng cả nhà, kẻ trắng. Nè. Chốt em kẻ trắng nha cả nhà, kẻ trắng. Lên giúp giùm em mã này là mã kẻ trắng. Tại chị có 40kg à, chị nhỏ người quá. Beo vàng. Beo vàng cao 1m58, nặng 49kg, size 1. Beo vàng size số 1. Beo vàng em hết 1 rồi. Chế Nguyễn Minh Nhật ơi, em còn được size 2 với size 3. Beo vàng em hết 1 rồi chứ. Em đang mặc là size 2 đó. Em bóp ở phía sau tí xíu. Em là 1m58, em nặng 50kg, em là tầm khoảng 65, em đang mặc size số 2 nè. Chế có chịu về nhấn ben vô không thì chế chốt size 2. Màu nho size số 3, trên chế Phượng Kim. Beo vàng size số 2 vừa nha chế Di Di. Beo vàng size số 2 cho chế Di Di một bộ. Các chị có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp em nha cả nhà. Ok, chế Nguyễn Minh Nhật size số 2. Beo vàng size 2 cho chế Nguyễn Minh Nhật luôn. Beo vàng em còn được size 5 nữa nha các chị. Có size 5 nữa đó. Còn được 2-3 năm. Lên với em mã này mã bông hồng.
Đây vàng size số 2 em chốt cho chế Thiên Khuyết. Chế Thanh Tài Phan là chốt hàng ha hả chế chốt hàng hả hay là sao em chưa hiểu. Rồi lên giúp em cái này nha, chốt em mã bông hồng, chốt em bông hồng. Rồi, cuối cùng là mã nhí xanh. Chốt em nhí xanh cho chị nhí xanh. Nhí xanh nha, à, em còn mã trắng nữa, em lên mã trắng cho chị. Nhí xanh giúp em. Chốt em mã nhí xanh. Rồi, mã trắng, trắng em còn duy nhất size số 2 nè. Trắng em còn được size 2 với size 4 nha chị. Trắng em còn được size 2 với size 4 đeo riêng của mình. Trắng rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã trắng nha, mã trắng. Chị Di đổi số điện thoại khác hả chị? Tại số điện thoại cũ của chị đợt rồi á là bên em gọi là không có nghe máy. Chị đổi số điện thoại là 0357274938 nha, lưu số này nha. Hôm nay không có liêu bà ba nha chứ ơi. Bà ba em còn có nhiều áo đó, hồi chiều em like rồi đó, nó còn lẻ sai. Còn có mấy áo à, cái lô hôm qua em về còn có mấy áo. Giờ các chị nhớ cái mã đồ và cái size của các chị đặt á, các chị đọc giùm em á thì em chốt cho nó nhanh ha, chứ giờ không có lên bà ba nữa, tại lên bà ba nó mất thời gian lắm. Nó còn có mấy cái lẻ size em lên với chị cũng khó mua mà em cũng khó bán. Lên với em mã này là mã trắng cả nhà, mã trắng. Rất là đẹp luôn nha các chị. Chốt em mã trắng, trắng kèm size giúp em các chị. Chốt em mã trắng. Trắng em còn được size 2 với size 4 nè. Các chị đẹp chốt em mã trắng. Rồi nhí xanh. Chốt em mã nhí xanh các chị, nhí xanh. Đẹp lắm chị ơi. Chó em nhí xanh nha cả nhà, nhí xanh. Nhí xanh kèm size với em. Chó em nhí xanh. Chó em bông hồng. Bông hồng. Bà ba là chị Tư, em chỉ may cái gì em bán cho đó chứ. Chỉ may cái gì ra cho em bán cho đó, em không có quyền lựa chọn. Mỹ Hiệp có đơn hàng hoàng, đơn hàng của chị mua lại, chị chuyển khoản cho em 100% thì em chốt lại nha. Còn nếu mà chế không chịu thì em xin phép em sẽ không có bán lại. Rồi lên với em mã bông hồng đi các chị, bông hồng. Giờ chế nào mà có đơn hàng hoàng á, đơn hàng bơm đó mấy chị, thì mấy chế muốn mua hàng, mấy chế đồng ý chuyển khoản 100% trên đơn hàng thì em chốt lại, còn không thì thôi nha. Giờ em không có nhận cọc nữa nha mấy chị. Bây giờ xài Zalo như ấy không mà, giờ xài trong cái điện thoại của em nó mấy triệu tiền tiền cọc rồi, em không có ấy nữa ha, trong cái tài khoản điện thoại á, tài khoản sim á. Nên giờ mấy chị có mua hàng thì mấy chị đồng ý chuyển khoản 100% thì em chốt. Giờ mấy chế nhà em cũng tân tiến luôn rồi, xài gọi là internet băng hết rồi. Lên giúp giùm em cái này nha cả nhà. Áo và Barbie đỏ size số 4 còn không chứ đẹp.
Lên giúp em mã kẻ trắng. Bộ này đẹp nè cả nhà. Giúp em kẻ trắng. Đẹp xuất sắc luôn, kẻ trắng. Bi đỏ size số 4 em hết nha, chị size 4 là hơi bị hiếm luôn. Còn nha chị Hoài Thương ơi. Còn được 1 2 bộ gì á chị. Mà giờ em buộc vô rồi. Ví dụ như bây giờ còn được 1 bộ, 2 bộ gì á. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà. Em còn cái mẫu 125 ngàn hồi nãy, 60 65 kg. Nãy còn bộ này size 4 thôi chứ đẹp chứ đẹp. Còn giùm em để em dơ lên cho chị coi nha chứ. 65 kg mình cao bao nhiêu vậy chị Phan Hoài Thương? Lên giúp em mã này, mã kẻ trắng đi cả nhà. Bãi này rất là đẹp nha các chị. Chốt em mã kẻ trắng, kẻ trắng kèm theo tay với em. Lên giúp em mã này là mã nhí cam. Chốt em nhí cam đi cả nhà, nhí cam. Kẻ trắng size 4 em hết rồi chị. Size số 4 em chỉ còn được mã bông hồng, mã trắng với mã nhí xanh. Với lại là berry hay sao. Ừ đúng rồi. Rồi size số 4 là em còn được 4 họa tiết chị. Mã bông hồng, mã trắng, mã berry với lại là mã nhí xanh nè. Lên giúp em cái này là nhí cam với chị. Beo cam, không beo cam em không còn C5 chứ không có còn C4. Rồi 1m50 mà 65kg là mặt không vừa nha chế Phan Hoài Thương. Vậy em khỏi dơ cho mình coi nha. Mặt không vừa xe số 4. Rồi chốt giúp giùm em bộ này đi cả nhà. Lên giúp giùm em mã này. Mấy chị cho số ký thì vui lòng cho em luôn cái chiều cao nha mấy chị. Tại vì 65kg là em lấy cái mức từ 55-56kg trở lên. Còn mấy chị 1m50, 51, 52 có nghĩa là cái chị hơi thấp người thì cái chị phải lên size khác chứ không thể nào mặc size 4 được. Nên cái chị lưu ý giùm em những chị nào mà dưới 1m55 nha. Là khi mà mình cho cái số ký thì mình cho luôn cái chiều cao để cho cái người bán người ta dễ canh size cho mình và canh size nó sẽ chính xác hơn. Để thôi các chị cứ chốt rồi xong về cái chị lại là mặc không có vừa nha. Nhiếc cam em hết size số 4 luôn rồi. Em đọc size số 4 cho mấy chị nè. Size số 4 em còn được mã bông hồng, mã nhí xanh nha, mã trắng và là mã beo riêu. Ok chưa? Còn lại là em không có còn. Còn mã beo da, beo vàng á là em còn được size số 5. Các chị thích thì về các chị có thể là nhấn ben vô. Còn cái quần thì không cần phải chỉnh sửa. Chốt em mã này là mã beo da. Hình như beo da em còn được có 1 bộ nè. Beo da còn được có 1 bộ nè các chị. Còn được 1 bộ size số 1. 50-51kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là bộ beo da. Bộ này rất đẹp. 50-51kg trở lại các chị đẹp nha. Em mặc ok. Lên giúp em mã beo da các chị. Bộ này mặc trắng lắm. Chúc em beo da. Cảm ơn chị Nguyễn Thi Chi ạ. Beo da nha các chị, beo da. Trời, lên giúp giùm em mã họa tiết cả nhà. Lên giúp em họa tiết nha. Họa tiết em còn được size 2 với size 3 với 23 hả các chị ơi. Họa tiết em chỉ còn được size 2 với size 3 thôi, rất là đẹp luôn. Chốt em mã họa tiết. Họa tiết em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chốt em mã họa tiết. Xong rồi lên bộ bà Lai cắt tân nữa đi chứ. Bà Lai cắt tân màu. Còn mấy bộ ở trên. Beo riêu cả nhà. Beo riêu em còn được 2, 3, 4, 5. Beo riêu em còn được 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, mã 22 cũng không vừa luôn. Để em nói với chị, chị xả mã 22 của chị ra. Chị mua cho mẹ chị là mẹ chị càng mặc không vừa. Nó mua cho người lớn tuổi mình phải lựa thoải mái chị tí xíu. Dạ đúng rồi. Nên là mấy chị mà mua cho nhiều, ví dụ như mua cho người lớn tuổi hoặc là các chị mua cho những người dưới 1m55 thì các chị nên cho cân nặng và chiều cao ha. Ngay từ đầu các chị vô các chị cho cân nặng chiều cao luôn đi là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là em không có khuyến khích mình mua giùm nha. Nếu mẹ của chị dễ tính, chị mua cái gì mặc cái đó thì ok mình chốt, còn nếu mẹ chị có sự lựa chọn thì em cũng khuyên luôn là tốt nhất là để mẹ chị tự chọn nha. Gọi lên nhất giùm em là bao riêu nha các chị, bao riêu em còn từ size 2 đến size 5. Mã 1 là ống nhỏ mà chị cho tô. Mã 1 hồi nãy em mặc ở trong người em là ống nhỏ mà. Rồi chị không lấy thì em xả ha, em xả qua cho Út lấy bộ đó cho Út luôn đi chị, cái bộ nãy em mặc á. Rồi của chị cho tô em xả luôn nha. Cái bộ hồi nãy em mặc trong người á. Rồi bộ đó em chốt cho Út luôn. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha các chị, lên giúp em là bell reel. Vậy là chế châu tô không lấy bộ đó luôn ha, em chốt qua cho khách nhà em nha. Vậy lấy để chốt lại đi chị. Rồi lên giúp em bell reel nha cả nhà, bell reel. Rồi em lên cho các chị bộ bà like cách tân màu nha, 140.000. Em lên cho các chị bộ bà like nha các chị ơi, bộ bà like cách tân màu nha, rất là đẹp nha. Bell size số 2 cho chị Nguyễn Minh Nhật. Ok chị Nguyễn Minh Nhật. Rồi em lên cho các chị bộ này nha các chị. Bộ này size số 2 là 52kg nha, 51-52kg đến 55-56kg cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Bộ em đang mặc là các chị lên giúp em màu cà phê sữa các chị. Quần ống đứng giúp em rất là đẹp. Ok chị cho cô lên giúp em bộ này đi các chị, rất là đẹp nha. 51-52kg đến 55-56kg trở lại các chị đẹp nha, em mặc vừa. Về các chị không thích thì các chị cắt cái này ra nha mấy chị. Ở chị nào thích để thì để. Nhưng mà cái kiểu là em may là sẽ cắt ra. Chốt em bộ này là màu cà phê sữa. Em còn được 2, 3, 4, 6 cho màu cà phê sữa các chị. Chốt em màu cà phê sữa nha. Màu này lên giúp giùm em là màu nâu đó. 2, 3, 5, 6. Bell Real size số 3 cho chế khu đẹp. Lên giúp em bộ này là màu nâu đất cả nhà, màu nâu đất. Bộ em mặc là 140 nha các chị. Chất lai dòng giúp em rất là đẹp. Bà lai cắt tông. Em bóp ở phía sau chứ cái này các chị mặc vừa thì nó không có hở nhiều gì đâu nha. Vậy nha. Lên giúp em màu này là màu nâu đất cả nhà, màu nâu đất. Chốt em màu nâu đó. Rồi màu này lên giúp em là màu xanh lý. Xanh lý em còn được size 2, size 3 và size 6. Chốt em màu xanh lý các chị, màu xanh lý. Chốt em màu xanh lý nha, chăm tư. Rất là đẹp luôn. Màu xanh lý. Rồi em có màu hồng da cho các chị luôn. 5 còn có 2 bộ hả chứ? 4 còn bộ. Hồng da em còn được size 5 với size 6. Cái chị đẹp chốt em mã hồng da. Hồng da em còn được size 5 với size 6. Chốt em hồng da nha các chị, hồng da. Mẫu này hôm bữa mình chưa chụp mẫu đúng không chứ? Còn đâu. Chưa kịp chụp mẫu luôn. Chốt em màu này màu đỏ các chị. Đỏ này là đỏ mận giúp em nhé. Đỏ mận. Đỏ mận em có size 1 với size 6, lên giúp em màu đỏ mận. Đỏ mận. 1 3. Đỏ đô. Còn 1 với 3. Đỏ
đỏ đô, còn size 1 với size 3 các chị đẹp chốt giúp em đỏ đô. Quá đẹp luôn. Bộ bà lai giá bao nhiêu em? Bộ em mặc hả chị? Bộ em mặc giá 140. Còn bộ bà lai phối kia, phối ở phía trước này là 150. Còn em đang mặc là cách tân bà lai là giá 140. Chốt lai dòng luôn. Xanh bơ em còn được 1 với 3. Các chị đẹp chốt em màu xanh bơ. Bơ còn 1 với 3 cả nhà. Bơ em còn 1 với 3. Các chị đẹp chốt giúp em ha, màu xanh bơ. Rồi em hết nha cả nhà mình. Hết màu rồi đó. Hết là ba mình quên bắt hồi. Chịu hả? Rồi. Tối nay like nhiêu đây thôi mấy chế ơi. Ốc mấy chế ơi. Tối like nè. Tối nay mấy chế không có coi. Không có nhiều, ngày mai đi, ngày mai like tiếp tục. Này để cái nóng này đây lên chị Mai em chụp mẫu. Mai còn mấy bộ này chụp mẫu luôn. Rồi, bữa nay like sương sương như vậy thôi nha mấy chế, hẹn mấy chế chiều mai nha. Chiều mai like tiếp. Chiều mai lên hàng, chiều mai để em coi có hàng sale không, em lên hàng sale cho mấy chế. Vải này có cần ủi không? Vải thun mà không có ủi. Còn nếu mà chị thích, chị đẹp, để chị muốn nó đẹp hơn thì chị ủi nha. Tùy theo cái cách chứ chị giặt nữa. Như em á, là em cái máy giặt của em thường em giặt xong rồi em sấy luôn nha. Em giặt xong em sấy luôn nên là đồ em ra là em cần phải ủi. Có những, ví dụ cái chị tùy theo cái thời điểm chị lấy. Ví dụ em lấy nó còn hơi ấm ấm là em không cần phải ủi. Nhưng mà nếu mà để cho nó khô, nó nguội luôn mà để lấy ra là có một số chất liệu vải nó sẽ nhăn nha. Nó tùy ha. Còn ví dụ như cái chị giặt bình thường, cái chị giặt kỹ nữa, cái chị giặt tay, cái chị không cần phải ủi, nghĩa thun mà. Còn muốn đẹp để nó mướt hơn, mình mặc nó mướt hơn á, đồ của mình có nhiều người kỹ là người ta sẽ ủi. Màu cà phê sữa. Chị Thanh Nguyễn 1m58, 54kg thì thường em chốt theo cân nặng chiều cao á, là mình mặc size số 2. Chị gọn người không? Còn nếu chị lớn tuổi hoặc chị tròn người thì chị chốt lên size số 3 nha. Nó tùy thuộc vào cái tạng người và cái tuổi của chị đó. Chị tròn người bình thường chị mặc đồ size L hay gì? Size L hay XL gì thì chị chốt lên size. Còn giải thun thì đa phần người ta sẽ không có ủi. Chị nha mà không có ủi. Rồi em số 3 hả chị? Rồi ok, màu cà phê sữa size số 3 cho chế Thanh Nguyễn. Bộ em mặc là 140 nha cả nhà. Rồi có gì chưa mai em like tiếp ha. Chị nào muốn dồn đơn thì sáng mấy bạn nhà em gọi chốt đơn, thì chị cứ nói là dồn cho chị cái like buổi trưa để mấy chị đặt, thì chiều đi đơn ha. Để trưa em coi có hàng sale gì thì em lên cho mấy chị. Bye bye, chúc các chị ngủ ngon. Bye bye các chị.